Xin chào các bác, clip này em báo giá khoảng 10 cái kính của Mỹ, 10 kính ray ban của Mỹ các loại các bác nhé. Kính ray ban của Mỹ, kính ray ban của Italia, thì tất cả những sản phẩm này đều là hàng chính hãng của ray ban, em đấu giá từ bên Nhật về các bác nhé, tất cả đều là hàng chính hãng. Thì những cái sản phẩm này thì các bác đi đường các bác đeo thì nó bảo vệ mắt rất là tốt, nó bảo vệ bụi khỏi bay mắt và nó chống chống tia UV. Nó chống chói chống loá rất là tốt luôn nhé. Thì các bác xem hết video, các bác ưng những cái món nào thì alo em theo số điện thoại 038 232 8302, địa chỉ em ở Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam, giao hàng toàn quốc. Em báo giá mã đầu tiên là một cây kính. Cây kính này nó là cây kính BL5814 luôn nhé. Cây kính BL5814, mã số 301, BL5814, giá 3.500.000 đồng, chiều ngang của kính là 13,5. Đây là hộp của nó đây các bác. Đấy, hộp của nó thì còn hộp của nó rất là đẹp rồi nhá. Đấy, hộp của nó đây. Chiếc kính này thì còn rất là đẹp rồi nhá. Kính này thì nó có cái màu xanh rau muống, cái mắt kính này nó có cái màu xanh rau muống thôi nhá. Màu xanh rau muống rất là đẹp. Nói chung là cái này thì nó rất là đẹp rồi, đẹp xuất sắc rồi. Độ đẹp của nó trên 90%. Hướng 9 giờ có chữ BL này các bác ạ. Bên trên có dây ban hướng 9 giờ có chữ BL. Bên này cũng có chữ BL này, khung gọng được mạ vàng nhá. Cái dòng này khung gọng được mạ vàng. Càng nó càng chun, mắt thì còn rất là đẹp, không vết xước. Mắt thì còn rất là đẹp các nhá. Đấy, mắt rất đẹp không vết xước. Càng chun rất là đẹp. Bên trên này có chữ BL dây ban USA. Có chữ BL dây ban USA nhá. Càng trên này có chữ BL dây ban USA. Càng dưới này thì có cái chữ BL dây ban 5814. Càng dưới này có cái chữ BL dây ban 5814 nhá. Đấy. Toàn bộ khung gọng mạ vàng rất là đẹp luôn. Đây là ve của nó đây. Đấy, ve zin của nó nhá. Ve zin. Đây là khung này. À, đây là gọng này. Đấy, gọng của rất là đẹp nhá. Vàng ươm luôn. Cái chu này cao su này, cái này nó bằng chun luôn nhá. Cái này các bác đeo đi đường thì đi tập thể dục thể thao thì đeo nó không bị rơi, nó bám rất là chắc. Đấy, bên này thế này, càng chun mới nhá. Cây này đẹp xuất sắc luôn nhá, cây này đẹp xuất sắc. Bên trên này có chữ BL này, ở cái nhựa có chữ BL này. Đấy, nhựa chữ BL luôn, đẹp xuất sắc. Cái này thì các bác mặt nhỏ mà trung bình đeo là vừa nhá, trung bình đeo vừa, mặt hơi to đeo rất là ok. BL5814. Mắt này mắt màu xanh rau muống nhá, màu xanh rau muống. Cái này giá 3.500.000. 3.500.000 nhá. Đấy. Mã số 301 này, 301 là 3.500.000 này. Đấy, BL5814 giá 3.500.000, kích thước chiều ngang kính là 13,5. Tiếp theo là một mã kính của Mỹ nữa. Cái mã này nó có cái mã số là 348 nhá, 348 giá 2.500.000 đồng, chiều ngang của kính là 14,7. Đây hộp của nó đây các bác, hộp zin nhá, hộp zin da rất là mềm luôn. Da rất là mềm luôn nhá, hộp zin. Da là mềm rất là xịn sò. Đấy, bên trong có khăn nâu này. Bên trong có khăn nâu. Da rất là xịn luôn. Và đây là kính của nó đây. Kính này thì nó có cái mắt màu xanh đen luôn nhá, mắt màu xanh đen. Mắt kính thì rất là đẹp. Mắt kính rất là đẹp nhá. Bên trên này có chữ dây ban. Hướng 9 giờ có chữ BL này, hướng 9 giờ có chữ BL. Đấy, có chữ BL hướng 9 giờ này. Bên này có chữ BL hướng 9 giờ này. Đấy, mắt rất là đẹp. Thì mắt này thì nó có những bám vân tay không nhá. Thì mình cầm vào là nó dính vân tay vào. Chứ mắt thì rất là đẹp, không vết xước thôi nhá. Đấy, tình trạng như nào em báo rõ luôn các bác. Mắt không vết xước. Dây ban kính Mỹ nhá, sản xuất tại Mỹ luôn, cái dòng này nó sản xuất tại Mỹ luôn. Đấy, khung gọng đồi mồi này. Khung gọng đồi mồi rất đẹp luôn. Đấy, khung gọng đồi mồi nhá. Khung gọng đồi mồi rất đẹp. Bên cạnh bên này này. Bên trong này thì nó có cái chữ
Clinton nhá, chữ của nó Clinton 09 58 5816 nhá, 5816, Clinton 09 5816. Bên này thì có chữ Chatiola này, Chatiola và một cái miếng dây ban bằng đồng nhá. Chỗ này là có cái logo dây ban bằng đồng này. Logo dây ban bằng đồng ở vị trí này. Cái này thì còn rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Hàng gần như là hàng sưu tầm. Giá 2.500.000 đúng nhá. Giá 2.500.000. Tiếp theo là một mã kính của Italia, kính dây ban của Italia nhá, sản xuất tại Italia luôn. Cái mã này thì nó có cái mã là 253. Mã 253. Giá 2.2, kích thước chiều ngang kính là 14.5. Đây là cái hộp của nó đây các bác. Hộp nó đây. Và đây là kính. Cái kính này thì còn rất đẹp nhá. Mắt kính còn rất là đẹp luôn. Mắt kính gần như không vết xước. Có logo dây ban bên này. Hướng 9 giờ bên này có chữ giờ B này. Có chữ giờ B hướng 9 giờ này. Đấy. Rất đẹp luôn. Cái dòng này là dòng unisex không nhá. Dòng unisex cả nam cả nữ đều đeo được. Đấy. Bên này nó có chữ dây ban nhá. Cái hàng chính hãng thì cái chữ dây ban này nhìn rất là sắc nét nhá. Nó nhìn rất là sắc nét. Còn những hàng giả hàng nhái thì cái chữ dây ban này nhìn không rõ luôn nhá. Chữ dây này nhìn không rõ luôn. Đấy. Đây là hàng chính hãng nên là nó rất là sắc nét luôn các bác. Đấy, từng các chi tiết nhỏ rất là sắc nét luôn từ cái chữ nhá. Hàng xịn. Vẽ kính cũng đẹp rồi nhá, vẽ kính cũng đẹp. Bên này thì có chữ dây ban made in Italy. Bên này cũng có chữ dây ban nhá. Đấy, chữ dây ban này các bác nhìn chữ dây ban nó in rất đẹp luôn. À chữ lỗi nhá, chữ lỗi. Chữ bằng đồng nổi nhá, bằng đồng nó lỗi rất là đẹp luôn. Đấy. Cái hàng xịn nhìn rất là sắc nét. Giá 2.200.000 thôi nhá. Tiếp theo là một mã nữa cũng của Italia. Cái mã này thì nó có cái mã là 353 nhá. 353 giá 2.200.000, chiều ngang của kính là 14.4. Đây là hộp của nó đây các bác. Hộp đây. Vàng ươm luôn. Cái này thì nó là những cái bẩn thôi nhá, những cái bẩn thôi. Chưa vệ sinh, nào vệ sinh sạch đây các bác. Bên ngoài rất là đẹp luôn. Cái này nó là một cái kính Wayfarer nhá, kính Wayfarer, nam nữ đeo đều được. Mắt thì còn cũng rất là ok em nhá, mắt còn rất là ok. Để em nào em nhìn kỹ cái nhá. Mắt thì còn rất là ok. Có một hai chấm chấm nhỏ rất là nhỏ luôn em nhá. Có một hai cái chấm rất là nhỏ luôn. Đấy, rất là nhỏ vị trí này. Đấy. Nhìn kỹ nam mới thấy, đây là em soi cho ánh điện nhé. Trực tiếp ánh điện luôn mình nhìn rõ nhá, bình thường nhìn không rõ luôn. Đấy. Các bác nhìn này. Nhìn không rõ luôn. Đây em cho trực tiếp ánh điện nhìn nó một hai chấm rất là nhỏ luôn. Mắt thì mắt bên này đẹp lắm này, mắt bên này đẹp này, mắt bên này có một hai chấm nhỏ này này. Rất là nhỏ luôn. Nói chung nó không ảnh hưởng gì đến việc nhìn cả. Nhìn nó không rõ luôn, nhìn không thấy luôn nhá. Có logo dây ban. Hướng 9 giờ bên này có chữ giờ B em nhá. Hướng 9 giờ bên này có chữ giờ B. Bên cạnh này có cái logo dây ban. Đấy, rất là sắc nét mà nhá. Hàng xịn sò rất là sắc nét luôn. Khung gọng đồi mồi này, khung gọng đồi mồi. Cái này khung của nó khung gọng của nó dạng đồi mồi. Đấy, dây ban. Made in Italy, bên này này có chữ GB2140F 9025418 3L. Đấy các bác nhìn chữ GB này, GB này. Đấy. Bên này thì có cái chữ Wayfarer made in Italy, sản xuất tại Italia mới nhá. Đây mà quay có nhìn rồi. Độ truyền tải ánh sáng nó rất là cao, rất là đẹp. Chiếc kính này thì em bán giá 2.200.000 luôn nhá. Chiếc này em bán giá 2.200.000. 2.200.000 cho mã số 353. Tiếp theo là một chiếc kính của Mỹ. Chiếc kính này thì nó có cái mã là BL6214 nhá. Mã số là 259, giá 2.7. 6214.
BL6214, chiều ngang của kính là 14,0. Đây là cái hộp của nó đây các bác. Đấy, hộp này thì còn rất đẹp. Hộp bằng da nhá, da xịn luôn, da thật luôn các bác. Cái này các bác xỏ thắt lưng vào này. Đây là kính thì cái kính này còn rất đẹp đấy nhá. Cái kính này còn rất là đẹp luôn. Bên trên có chữ dây ban, bên hướng 9 giờ này có chữ BL nhá. Hướng 9 giờ có chữ BL. BL hướng 9 giờ này. Đấy. Bên này có hướng 9 giờ có chữ BL này. Mắt bên này rất đẹp đấy nhá. Mắt bên này rất là đẹp luôn. Bên này thì có một cái vết xước rất là nhỏ vị trí này. Đấy, nhìn gần không rõ luôn, rất là nhỏ luôn nhá. Đem soi trực tiếp ánh điện này nhá. Cho trực tiếp ánh điện thì nhìn rất là khó nhìn. Nói chung là cây này thì còn rất là đẹp đấy nhá. Đẹp, độ đẹp của trên 90%. Mắt kính là màu xanh đen, 100% chống tia UV nhá. Bên trên này thì có chữ BL dây ban USA. Càng trên này càng trên này có chữ BL dây ban USA nhá. BL dây ban USA càng trên này. Đấy, rất đẹp luôn. Càng dưới này thì có chữ BL dây ban 56214. Càng dưới này có chữ BL dây ban 6214. Ve kính thì còn rất đẹp. Đây là ve kính của nó đây. Ve còn trắng đẹp rồi nhá. Ve còn trắng đẹp. Khung gọng còn rất đẹp luôn. Khung gọng rất đẹp nhá. Không bị rôm gì. Không bị bong chóc gì cả. Đấy. Chuôi ve thì rất là đẹp. Nói chung là cái này thì còn rất đẹp rồi nhá. Rất là đẹp luôn. Đấy, duy nhất thì nó chỉ có một cái vết xước rất là nhỏ. Vị trí này. Đấy nhá. Rất là nhỏ, rất là mờ. Nói chung là nhìn kỹ mới thấy thôi. Nhưng bình thường bác nào mắt kém là nhìn không rõ luôn. Cái này thì giá 2.700.000 thôi nhá. 2.700.000. Tiếp theo là một mã số. Một mã kính là 267. Mã 267. 267 giá 1.500.000 đồng. Chiều ngang của kính là 12,2. Chiều ngang kính 12,2 nhá. Chiều ngang rất là khiêm tốn luôn. Cho nên là những bác nào mặt rất nhỏ thì mới đeo vừa kính này. Những bác nào mặt rất nhỏ thì đeo mới đeo vừa kính này nhá. Hoặc là những bác nữ mặt nhỏ. Hoặc là các bác mua về cho con dùng rất là ok. Đấy nhá. Chiều ngang 12,2. Bên trên này có chữ dây ban nhá. Bên hướng 9 giờ có chữ BL. Kính này kính Mỹ nhá, kính Mỹ. Kính Mỹ này sẽ có chữ BL hướng 9 giờ. Đấy, có chữ BL hướng 9 giờ bên này. Bên này thế này. Có chữ BL. Mắt kính thì còn rất đẹp đấy nhá, không bị chảy xước. Mắt thì rất là đẹp luôn. Khung gọng màu đen. Khung gọng màu đen. Đây là cái ve kính này, ve kính thì còn rất là trắng và đẹp. Đây là khung gọng đây. Khung gọng màu đen đấy nhá. Khung gọng màu đen. Chuôi này có chữ số luôn này. Chữ số này nhìn nó cũng không rõ. Bên này chuôi bên này đây. Kính này là kính màu đen đấy nhá, kính màu đen. Chiều ngang nó rất là khiêm tốn, chiều ngang 12,2 dành cho những người mặt rất là nhỏ hoặc là trẻ con đeo. Trẻ con đeo rất là ok. Đấy, hoặc là những người mặt nhỏ nhá, nam nữ mặt nhỏ đeo ok. Cái kính này giá 1.500.000 đấy nhá. 1.500.000. Tiếp theo là mã số 313. Mã số 313 cái này thì nó không hộp đấy nhá. Nó không hộp, khi mà các bác mua hàng em sẽ gửi cho các bác một cái hộp xịn của chỉ là dây ban nữa. Đây là em không đút được hộp thôi. Mã số 313 giá 2.300.000 đồng, chiều ngang kính 14,0. Cái này nó là hàng mới 100%, chưa sử dụng nhá, nhưng mà nó không có hộp. Em mua về nó chỉ có kính không thôi. Đây là cái tem của hãng họ dán này. Họ dán đây này, đây, nó là hàng chưa sử dụng nhá, vẫn còn tem của hãng họ dán. Đấy. Cái tem này nó bóng soi gương rồi nhá. Cái hàng chính hãng này thì nó cái tem này nó bóng soi gương được, còn những cái hàng nhái thì nó sẽ không nhìn được nhá. Cái hàng nhái là nó làm bằng giấy, còn cái hàng chính hãng thì nó làm bằng cái gì nó bóng bóng này các bác, nhìn thấy người bên trong này. Đấy, bóng soi gương được luôn các nhá. Đấy, cái hàng này hàng chính hãng thôi nhá, hàng mới 100% chưa sử dụng, nó chỉ có kính không luôn. Ở bên nước ngoài họ bóc ra họ vứt hộp đi rồi. hướng này có chữ dây ban bên này, bên hướng 9 giờ bên này có chữ giờ B là dập chìm bên trong. Kính này nó là hàng mới chưa dùng nhá, cho nên vẫn còn cái tem dán ở mắt này. Đấy. Còn bình thường dùng rồi thì họ sẽ bóc ra, không ai để này không nhìn được nhá. Đấy. Nó là hàng mới luôn. Thì em đọc cái mã ở đó em báo giá. Giờ B3016 Clue Master VK
0365 49 21 140 3L. Cái này là hàng mới rồi, đấy, dây ban này các bạn này. Dây ban. Cái này nó sản xuất tại châu Âu nhá. Cái kính này nó được sản xuất tại các nước châu Âu. Đấy, made in dây ban TCCE này các bạn này. Các dòng này thì nó được sản xuất tại châu Âu này các bạn này. Đấy. Kính dây ban nó sản xuất ở nhiều nước khác nhau nhá. Nó sản xuất ở Mỹ, sản xuất ở Trung Quốc, sản xuất ở Italia, rồi sản xuất ở châu Âu, một số nước châu Âu như Anh Quốc chẳng hạn. Đấy. Cây này là nó sản xuất tại châu Âu nhá. Giá 2.300.000. Đấy. 2.300.000, hàng mới 100% đấy nhá. Tiếp theo là một mã này thì em cũng thanh lý giá rẻ được các bạn. Nó có vài vết xước ở kính. Mã số 19 BL6214 giá 1.500.000. Chiều ngang kính 14.3. Đây hộp này, hộp này còn rất là vàng và đẹp. Đấy, da thật đúng nhá. Da thật này thì các bác dùng không là nó hỏng được. Đây là cái giấy tờ bên nước ngoài vẫn còn đúng không này. Bên giấy tờ của hãng luôn này. Có khăn lau này. Hộp thì rất là đẹp nhưng kính thì nó không được đẹp lắm. Cho em thanh lý cái này rất là rẻ luôn, hộp đẹp keng với nhá. Cái này là cây 6214 đúng nhá. Mắt màu xanh đen và cái khung gọng nó màu đen luôn. Đấy. Mắt bên này thì còn ok đẹp này. Mắt bên này thì nó có một vài cái chấm rất là nhỏ luôn các bác. Đấy, nhỏ li ti luôn. Nhìn rất là khó luôn nhá. Chấm nhỏ li ti luôn. Cái này nó không ảnh hưởng gì đến việc nhìn nhá các nhá. Mình nhìn nó vẫn bình thường, nó không nhìn thấy cái chấm ấy luôn. Kính này là các bác dùng để lái xe là đi làm việc ngoài trời nắng hoặc là các bác đi làm công trường chẳng hạn. Đấy. Các bác đeo cái này rất là ok, giá rẻ nhá. Giá 1.500.000 thôi. Tất cả zin hết rồi nhá, nó chỉ cái kính bên này nó có vài vết xước rất là nhỏ, chấm rất là nhỏ nhá. Còn mắt bên này đẹp keng này. BL6214 bên trên này có chữ dây ban BL6214 này các bạn này. Bên trên này có chữ BL dây ban 6214 này. Bên dưới này thì có chữ dây ban BL dây ban 6214, còn bên trên này thì có chữ BL dây ban USA với nhá. Khung gọng màu đen. Ở cái chuôi này có chữ luôn đúng không này? Chuôi này có chữ luôn. Đấy, nó có chữ luôn, có mã số luôn. Cái này em thanh lý giá 1.500.000 nhá. 1.500.000 dùng các bác đi lái xe trời nắng, lái xe rồi đi làm công trường, các bác đi ra làm việc ở trời nắng. Đeo này rất là ok. Giá 1.500.000. Mã tiếp theo là mã này là mã số 293. 293 Automan nhá. Automan 2 Driving nhá. Giá 2.500.000 đồng, chiều ngang kính 14.2. Hộp zin với nhá. Đây là hộp zin của nó đây, có cái chữ của nó này. Các chữ nó như nó mờ rồi các bác. Lâu năm nó mờ rồi. Da rất đẹp luôn nhá. Da này da thật luôn. Bên trong thì còn rất là đẹp luôn, có khăn lau. Cái này thì nó có một cái để kẹp với nhá, để các bác kẹp vào các cặp quần, kẹp vào các thắt lưng. Da rất là đẹp luôn, da xịn luôn. Mấy chục năm rồi nhìn rất là bóng, rất là đẹp. Cái kính này nó có cái mắt màu lâu trà nhá. Mắt màu lâu trà. Mắt bên này đẹp keng xà beng nhá. Mắt bên này thì nó có một cái vết xước rất là nhỏ vị trí này. Nhá. Một vết xước rất là nhỏ luôn, nhỏ li ti luôn. Rất là khó nhìn. Đây là em đang soi trực tiếp ánh điện xuống nhá. Các bạn nhìn bên trên này có ánh điện này, có bóng điện bên trên nhá. Thì mới nhìn rõ, còn bình thường nhìn không rõ luôn. Kính này có cái mắt màu lâu trà nhá. Bên trên này thì có chữ BL dây ban USA. BL dây ban USA. Bên dưới này thì có cái chữ BL dây ban 6214 đúng không nhá. Bên dưới này có chữ BL dây ban 6214. Cái này thì còn rất là đẹp đấy nhá. Còn rất là đẹp, duy nhất chỉ một vết xước rất là nhỏ ở mặt trước thôi. Đấy, đây là ve này. Ve kính rất là trắng và đẹp. Khung gọng có mã số luôn nhá. Mã số và khung gọng luôn. Bên này thế này, rất là đẹp luôn. Cây này là giá 2.500.000 luôn nhá. Automan 2 giá 2.500.000 đồng. Đấy, mắt màu lâu trà.
Tiếp theo mã số cuối cùng là một cái kính, cây kính của nữ nhá. Kính này kính nữ. Đấy. Kính của nữ nhá. Cái này nó có những cái vết vân tay này các bác. Vân tay này mình cầm thì nó sẽ dính vân tay và lau đi là hết. Cây này thì nó đẹp gần như mới luôn các bạn, đẹp gần như mới luôn, mắt kính đẹp xuất sắc nhá. Mắt kính đẹp xuất sắc, không không vết xước. Đấy. Đây những vết vân tay lau qua vẫn chưa sạch này. Đấy, các bác nhìn rõ. Mắt kính thì không vết xước đâu nhá. Mắt kính thì rất là đẹp luôn, không vết xước. Đấy, có chữ dây ban ở bên này. Hướng bên này có 900 này có chữ RB bên này, kính nữ này. Toàn bộ khung vọng được mạ vàng nhá. Toàn bộ khung vọng đều mạ vàng. Kính này nó có hai màu nhá. Mặt trên mắt ở bên trên này thì màu nó đậm hơn, bên dưới màu nhạt hơn nhá. Đấy. Kính này có hai màu, bên trên đậm bên dưới nhạt. Toàn bộ khung vọng mạ vàng. Rất đẹp luôn, kính nữ. Chiều ngang là 13,7. Mã số 270, giá 2 triệu, chiều ngang 13,7. Cái này rất đẹp luôn các bác, đẹp xuất sắc luôn. Đây là cái ve của nó đây, ve kính rất là đẹp luôn. Cái model của nó là RB3847 các bác nhá. RB3847 3847 3847N 9123 3M 5023 1452L. Đấy, ok nhá. Hàng chính hãng thì nó cái chữ là nhìn rất là sắc nét. Các cái chữ này các bạn này, nhìn nó in rất là sắc nét. Đấy, bên này thì nó có cái chữ Made in Italia. Made in Italia các bạn nhá. Đấy. Made in Italia. Đẹp xuất sắc luôn nha. Cái này đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đẹp xuất sắc nha, kính nữ. Thì cái này này em bán ra 2 triệu. 2 triệu nha, kính 13,7, chiều ngang 13,7. Thì các bác quan tâm những cái sản phẩm nào alo em theo số điện thoại 038 232 8302.